bà TTL, 54 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo người nhà cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng, người nhà phát hiện bệnh nhân thức dậy không nói chuyện được, lú lẫn, yếu nửa người phải nên đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Được biết bà L đã thay van tim hai lá cơ học được 5 năm, rối loạn nhịp chậm do suy nút xoang và đang dùng thuốc kháng đông. Thời điểm nhập viện, tình trạng bà L mở mắt không tiếp xúc. Tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành chẩn đoán sơ bộ, các bác sĩ nhận định đây là đột quỵ nhưng không rõ giờ khởi phát, khả năng thời điểm phát bệnh là lúc bệnh nhân đang ngủ. Ngay lập tức, báo động cấp cứu đột quỵ được kích hoạt. Trên hình ảnh CT scan não cho thấy vùng hoại tử của não chưa nhiều, khả năng vẫn còn có thể cứu được vùng não xung quanh vùng hoại tử. Kết quả CT scan mạch máu não cho thấy mạch máu bị cục máu đông gây tác động từ động mạch cảnh trong trái động ngoài sọ đến động mạch não giữa trong sọ. Ekip đã quyết định can thiệp cho bệnh nhân sau khi để đánh giá lợi ích và nguy cơ. Hai ekip can thiệp mạch não và đặt máy tạo nhịp đã phối hợp để xử trí cấp cứu cho bệnh nhân. Quá trình can thiệp phát ra rất nhiều khí khói. Trong vòng 45 phút, mạch máu bị tắc đã được thông hoàn toàn. Sau quá trình lấy khí khói, bệnh nhân tiếp tục được đặt máy tạo nhịp tạm thời. Hiện nay, sau 4 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, tỉnh táo, ăn uống được, không sặc, sức cơ cải thiện, có thể đi lại được với sự trợ giúp, nhịp tim ổn định. Dự kiến trong ngày hôm nay, các bác sĩ sẽ tiến hành đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân.